chào các bạn. Chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Dấp Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Nếu như ở phần 1 mình đã dẫn các bạn cắt mẫu áo này, phần 2 mình hướng dẫn các bạn may phần cổ áo thân trước và thân sau, thì sang phần 3 này mình hướng dẫn các bạn cách tra khóa để làm sao khi mình may áo xong, phần thân áo êm phẳng không bị nhăn rúm và phần khóa của mình phẳng. Các bạn xem kênh ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ và like video giúp mình để kênh mình ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi may. Trước khi đi may, các bạn sẽ kiểm tra cho mình khóa có bị lỗi không, và các bạn sẽ kéo 1-2 lần xem khóa của mình có bị lỗi không, sau đó mình mới đi may. Và trước khi đi may khóa thì các bạn lưu ý là cái phần gấu áo mình phải may xong thì mình mới tra được khóa. Và cái đầu khóa mình sẽ để từ gấu may lên. Mặt phải của khóa sẽ gấp với mặt phải của thân và may ghim một đường. Để may được khóa, các bạn lưu ý mình sẽ may từ gấu may lên. Cái đầu khóa của mình sẽ là phần gấu áo, khóa mình để lên trên và thân mình để xuống dưới. Mặt phải của khóa sẽ để với mặt phải của thân. Khóa thì mình kéo nhẹ một chút, thân mình để êm. Sau đó mình sẽ ghim một đường. Sau khi ghim xong, các bạn lưu ý là mình phải kiểm tra lại cái phần ghim của mình, xem cái phần ghim của mình nó sẽ đều chưa, có bị rúm, có bị bay chỗ nào không. Sau đó mình mới thay chân vịt lửa để mình may phần khóa. Trong khi may phần khóa thì các bạn sẽ phải vuốt cái răng khóa này ra. Và đường may của mình lọt vào chỗ bên cạnh của răng khóa. Các bạn sẽ may sát vào răng khóa cho mình. May ghim hai đường trước, hai bên, sau đó mình mới thay chân vịt để mình may. Sau khi may xong thì mình sẽ cắt cái phần khóa thừa này ra, mình may chặn. Và phần gấu áo, bạn nào mà thích không có đường may giữ ở phần gấu thì các bạn có thể lược bằng tay và khâu dấu phần chỉ ở gấu áo. Và cái đầu khóa thừa mình sẽ vẽ về mặt trái của phần gấu áo, giễu hoặc khâu là tùy các bạn. Và phần sau thì mình sẽ dẫn các bạn lắp ráp hoàn chỉnh mẫu áo này. Các bạn xem kênh, thấy video của mình hay và hữu ích, ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ và like video giúp mình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và chúc tất cả các bạn cắt và may thành công.